Xin chào các em. Ngày hôm nay, học văn chị Hiên sẽ cùng các em đi tìm hiểu bài tập đọc đầu tiên trong chương trình tiếng Việt lớp 5, Thư gửi các học sinh. Thư gửi các học sinh. Các em học sinh, ngày hôm nay là ngày khai trường đầu tiên ở nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tôi đã tưởng tượng thấy trước mắt cái cảnh nhộn nhịp tưng bừng của ngày tựu trường ở khắp các nơi. Các em hết thảy đều vui vẻ vì sau mấy tháng rời nghỉ học, sau bao nhiêu cuộc chuyển biến khác thường, các em lại được gặp thầy, gặp bạn. Nhưng sung sướng hơn nữa, từ giờ phút này trở đi, các em bắt đầu được nhận một nền giáo dục hoàn toàn Việt Nam. Các em được hưởng sự may mắn đó là nhờ sự hy sinh của biết bao nhiêu đồng bào các em. Vậy các em nghĩ sao? Học văn chị Hiên sẽ cùng các em đi tìm hiểu tiếp phần 2 của bài tập đọc Thư gửi các học sinh. Nào, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nhé! Thư gửi các học sinh. Trong năm học tới đây, các em hãy cố gắng, siêng năng học tập, ngoan ngoãn, nghe thầy, yêu bạn. Sau 80 năm rời nô lệ, làm cho nước nhà bị yếu hèn, ngày nay, chúng ta cần phải xây dựng lại cơ đồ mà tổ tiên đã để lại cho chúng ta. Làm sao cho chúng ta theo kịp các nước khác trên hoàn cầu? Trong công cuộc kiến thiết đó, nước nhà trông mong chờ đợi ở các em rất nhiều. Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không? Dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không? Chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em. Ngày hôm nay, nhân buổi tựu trường của các em, tôi chỉ biết chúc các em một năm đầy vui vẻ và đầy kết quả tốt đẹp. Chào các em thân yêu, Hồ Chí Minh. Học văn chị Hiên sẽ cùng các em đi trả lời câu hỏi đầu tiên cho bài tập đọc Thư gửi các học sinh. Câu hỏi như sau: những ngày khai trường tháng 9 năm 1945 có gì đặc biệt so với những ngày khai trường khác? Phần trả lời: đây là ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày khai trường ở nước Việt Nam độc lập sau nhiều năm bị thực dân Pháp đô hộ. Từ giờ phút này trở đi, các em bắt đầu được nhận một nền giáo dục hoàn toàn Việt Nam, một nền giáo dục mà Việt Nam tự quyết định và lựa chọn chương trình, nền giáo dục đào tạo nhân tài để phục vụ sự nghiệp kiến thiết đất nước. Học văn chị Hiên sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu câu hỏi số 2 trong bài tập đọc Thư gửi các học sinh. Câu hỏi như sau: sau cách mạng tháng 8, nhiệm vụ của toàn dân là gì? Trả lời: sau cách mạng tháng 8, nhiệm vụ của toàn dân là xây dựng lại cơ đồ mà tổ tiên đã để lại, làm cho nước ta theo kịp các nước khác trên toàn cầu. Học văn chị Hiên sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu câu hỏi số 3 trong bài tập đọc Thư gửi các học sinh. Câu hỏi số 3 như sau: học sinh có trách nhiệm như thế nào trong cuộc kiến thiết đất nước? Trả lời: học sinh phải cố gắng, siêng năng học tập, ngoan ngoãn, nghe thầy, yêu bạn để mai sau khôn lớn, xây dựng đất nước, làm cho dân tộc Việt Nam bước tới đài vinh quang, sánh vai với các cường quốc năm châu.